240cc, 200 mã ở vòng tour là 10.500 vòng. Càng ngày á, nó sẽ thiết kế ở cái động cơ, nó truyền động nhẹ nhàng, mượt mà hơn, và những cái truyền động bên ngoài nó cũng vậy. Nổ lên nghe tiếng máy không, chứ không nghe tiếng vô. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em thêm một tí xíu về cái con này cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm là từ xưa tới giờ mình chỉ thấy có tầm chưa tới 10 chiếc ở Việt Nam. Đó là con cua, người ta hay gọi là, anh em hay gọi là như vậy. Nó được gọi là đúng tên của hãng là ZX14R. Thì con xe này á, tại sao mà nó hiếm? Thì thật sự là cái thị trường Việt Nam không chuộng con xe này. Chính vì thế cho nên hãng cũng không có nhập bán con xe này. Tại vì nó to, bự, và hiện tại giống như từ 2020 tới giờ hãng không nhập nó là tại vì nó chỉ chuẩn Euro 4 thôi, nó chưa chuẩn Euro 5. Thì nó sẽ hạn chế vào một số cái khu vực ha, có nghĩa là một số nước nó phải đủ tiêu chuẩn đó thì mới được nhập vào để bán. Và cái thị trường giống như là cái xe, loại xe như vậy thì nó hiếm. Hiếm cái người ở đây không phải là, nó hiếm cái người sử dụng á. Đó, cho nên người ta không nhập về nhiều. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà mình nói chứ không phải là hết tất cả. Đó, thì mục đích mà để làm clip này để nói với anh em, ở hãng Suzuki vào những cái năm 1999 đó thì nó ra là thần gió. Bốn cái hãng của Nhật Bản đó là Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Đó thì cái phân khúc mà để cạnh tranh với thần gió mình mê su, cho nên mình sẽ tìm hiểu những cái đối thủ. Thì trước mắt đối thủ của nó là hiện tại đang có ở đây. Mình xin nói về cái con ZX14R trước. Thì ZX14R nó trên cái dung tích của Hiya, ví dụ như Hiya Zen 1 á, là nó là 1.300cc, có nghĩa là nó, còn cái con này là 1.400, mà đúng chính xác nó ra là 1.440cc. Cái mã lực của con này á là 200 mã. Trên dòng tour nó đo được cái công suất cực đại á, hai chạy 200 mã ở vòng tour là 10.500 vòng. Còn cái con Hiya là nó chạy được Gen 1 nha. Gen 1 nó chỉ có 173-178 mà. Ở cái vòng tour là 9.500 vòng, con Hiya sẽ đạt cái tốc độ cực đại trước. Cái sức mạnh cực đại nó trước, ở vòng tour nó ngắn hơn. Và cái con này thì nó dài tour hơn chút thì nó mới ở cái công suất cực đại. Còn cái thọt của nó, moment xoắn á, thì con này tới 160 Nm lận. Có nghĩa là so về cái thọt á thì nó cao hơn, mã lực nó mạnh hơn, thọt nó cao hơn. Nhưng mà vấn đề nó nằm còn một cái chỗ nữa mà anh em không để ý. Ví dụ như là cái nó đang đo về cái sức mạnh của động cơ thôi, nó chưa đề cập tới vấn đề về cái cân nặng. Thường người ta sẽ tính biết được cái con nào nó sẽ nhanh hơn á, thì người ta sẽ tính trên cái nó có nhiều cách tính lắm, có nhiều cái so sánh lắm. Đó, có thể là cái PS có nghĩa là mã lực á, trên cái trọng lượng bao nhiêu kg người ta chia ra, thì nó, người ta biết cái xe nào nó sẽ nhanh hơn. Đó là chỉ là một phần thôi. Đó, giống như cái thọt người ta để coi cái gì, cái sức mạnh, để biết được rằng cái máy này nè nó mạnh hơn thì nó khả năng tăng tốc nó sẽ nhanh hơn, với một cái điều kiện là hai cái này nó phải cùng một cái trọng lượng. Đây là cái trọng lượng bản thân của xe và trọng lượng của người này, tổng trọng lượng đè trên cái con xe này để cục máy nó kéo đi. Đó, thì nếu mà hai cái trọng lượng nó bằng nhau thì chắc chắn á là cái con ZX14 á nó sẽ nhanh hơn, là cái điều hiển nhiên. Chạy ở hai con xe zin á, xe zin nha, không làm gì á,
thì người ta đo được thì con này nó về một cây số tư thì con này nó về trước một sát xe. ZX10 nó nhanh hơn một sát xe. Nhưng cái vận tốc cuối cùng á thì chưa ai đo cả. Nó chưa ai đo và thường người ta chỉ đo một cây số tư hoặc những cái xe mà bấm GPS. Nhưng mà anh em biết những xe mà đã bấm GPS đó là người ta đã can thiệp làm hết rồi. Làm nó có nhiều cách làm lắm, có nghĩa là check 1, check 2, check 3 theo cái bình thường, rồi theo độ turbo, theo nhiều thứ lắm, đã nó độ rồi thì nó rất là nhiều thứ. Thì cái xe với thiết bị 4 ở một cây số 4 nó sẽ ăn con hai da một sát, nghĩa là con hai da sau đít con này thôi, nó không hơn nhiều. Nhưng cái tốc độ cuối cùng thì chưa biết ai hơn ai. Đúng ra hôm nay là mình sẽ đi xuống ở dưới Tiền Giang á, mình giao lưu với mấy anh em Tiền Giang mới mua về hai con hai da Gen 2 ha, thì rất là đẹp. Thì hai con hai da hay Gen 2 đó thì rất là đẹp, rất là mới, có thể là chạy với họ thì có thể là mình mới đo được chính xác, lúc đó mình mới so sánh được. Tại vì cả hai đều là Gen, nhưng mà cũng chưa thể luôn. Con này là nguyên con Gen nè, lọc gió Gen nè, bô Gen nè. Còn cái con ở dưới á, con ở dưới là người ta đã đi lọc gió bu ri bô full ha, cho nên là cũng không nói được, không nói được cái chính xác đâu, nhưng mà sẽ tính được cái sơm đúng không đó. Thì mình nói sâu về một chút nữa là cái con này nó ra đời từ năm 2005 mới có cái con cua này là ZX14 á. Năm 2005 thì được triển lãm ra mắt. Thì nếu mà bán ra cho người xài á, ở thương mại á, thì phải là 2006. Đó, 2005 nó đã ra mắt rồi thì 2006 thì bán ra cho thị trường thương mại. Thì tính ra là tuổi đời nó còn trẻ. Trẻ hơn Haya. Haya là cái con đầu tiên là năm 1998 là ra mắt, và đời đầu tiên bán ra thị trường thương mại là 1999. Đó. Thì ngoài hai con ở đây ra, nó còn một con nữa người ta gọi là chim ưng của dòng Honda, nó là CB1001XX, và mình cũng đã chạy qua hai con đó rồi. Ở trước đây á, thì hồi trước thì mình cũng chạy cái con này rồi, nhưng mà con này đời thấp chứ không phải đời cao như vậy. Thì thật sự hồi xưa mua lại xe cũ thì nó không được ngon như xe này đâu. Mà lúc đó thì mình cũng đang là ở cái cấp là chơi xe thôi, chưa có sửa xe. Cái xe đó mình nhớ hoài của ông anh mình mượn nó. Mình chạy thì mình chỉ chạy tầm 200 đổ lại thôi, mình thử xe chứ mình không có dám chạy nhanh. Thì mình thấy cái xe đó thì xét hồi xưa nó không được ngon, cũng bị tai nạn rồi. Thì mình thấy nó không thích bằng Haya. Thật sự là vậy, mình không thích bằng con su Haya. Và cái lúc đó thì mình nghĩ cái suy nghĩ lúc đó thôi nha. Con này sao chạy lại hai da yếu xìu, chạy sao lại với lại nó làm sao á. Nó không có, hai con đều cồng kềnh, nhưng mà ngồi lên con hai da thì cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn. Chạy thì nó mình chạy nhanh nó che hết cho mình không dính miếng gió nào hết, nó thoải mái hơn, mình thích ngồi trên con su hơn. Đó là đây là cái suy nghĩ cá nhân nha, chứ không có phải là đánh giá chung. Đây là suy nghĩ cá nhân, thì mình thích con su hơn đó. Ba hãng Yamaha thì hình như là không có đối thủ cạnh tranh ở cái phân khúc sport touring này. Nó chỉ có con XG hoặc XGR 1200, 1300 vậy thôi, nhưng mà không phải là cái cấp và đối thủ của hai cái dòng xe này. Chỉ có Honda là ra một con 1001XX đó. Thì cái con 1001 đó tuổi đời là già hơn hai con này luôn anh em. Tuổi đời nó ra đâu đó năm 1995 96. Nó đã có năm 96 nó đã có cái con CB1001 rồi. Và cái con đó là cái con phá kỷ lục đầu tiên chạy nhanh nhất ở cái xe thương mại thời điểm đó, nó là 287 km/h. Thì tới năm 1999 cái con Haya ra xoán ngôi vị độc tôn của con
cái con Honda CB 1001XX. Thì cái con này chạy được 300 mười mấy á, ở Gen 1. Gen 1 là năm 1999. Mắc bít của con Gen 1 nó đã là 310 mấy km/h rồi. Đó, đó là ở cái xe zin người ta đo được nha. Cái thời điểm đó là cái xe nó thường gọi là xe full. Nó chỉ là theo bảng thị trường nào full hay không full, là cái vòng tua cao hơn, mã lực cao hơn thôi. Về cái vấn đề khí xả thì nó chưa có, nó rất là thoáng cái thời điểm đó. Mọi người đều đẩy về cái công nghệ, về cái trọng lượng hợp kim rồi khí động học đồ thôi, không có bị giới hạn bởi ô nhiễm môi trường. Đó là cái chuẩn khí xả. Cho nên á, những cái dòng xe, những cái thời điểm đầu đó tới những năm 2000, những dòng xe nó mạnh đã lắm, công suất đã lắm. Mình nói thiệt, mà mình thích những cái dòng xe đó là vì nguyên nhân đó. Và thường á, tới đỉnh điểm năm 2005, 2006 là những cái con xe anh em tới bây giờ luôn, nó luôn bản thân hiện tại nha, là bản thân khi mà bán ra zin, bán từ hãng ra, thì lúc nào những cái con từ 2000 đến 2005, 2006 lúc nào nó cũng nhẹ hơn những xe bây giờ, thậm chí là 20-30 kg luôn á anh em. Anh em không tin thì cứ nghiên cứu lại ha, coi mình nói đúng hay sai. Tại sao mình thích những con xe 2005, 2006 là vậy, 2005, 2006, 2007, 2008 rồi đó. Tại sao vậy? Mà từ 2008 trở về sau này con xe nó càng ngày càng nặng. Và nặng á, một phần thôi nha, một phần quan trọng nó nằm ở cái phần đường bô. Đường bô nó thường là những cái đường bô bằng inox, và cái bầu mà xử lý cái bầu hơi, cái bầu khí thải nó rất là to. Rồi cái đường bô giảm thanh ra rất là dài. Có nghĩa là nó vừa về cái khí thải ra ngoài phải chuẩn Euro nè, Euro bao nhiêu nè, theo cái mức gấp tới giờ là Euro 5. Quan trọng nữa là cái đường bô, cái giảm âm của nó phải thiệt là giảm tối đa. Có nghĩa là âm thanh ra ngoài á, giống như con này nãy nổ máy anh em thấy nó rất là êm, chứ nó không có kêu to như là trước đây. Đó, thì nó cũng là một phần làm hãm đi cái độ mạnh của một con xe. Những con xe sau này thường về người ta sẽ bán full bộ cổ bô sách tầm, full bộ sách tầm từ cổ bô ra bô, nó bán đồ chơi cho anh em. Còn trước đây anh em để ý đi, những năm 2000 thôi thì trên cái chiếc xe zin đó nó đã có full multitan rồi đó. Hoặc bây giờ những cái xe mà cao cấp lắm đi nữa nó mới có full của multitan thôi đó. Nói sâu thêm một chút về con cái con Honda nha. Honda thì nó chỉ có 2 gen thôi, nó ra đời sớm nhất và nó cũng bị xoán ngôi sớm nhất, và cuối cùng nó bỏ mẫu cũng là sớm nhất. Cái đời đầu của nó là từ 1996 nè, 996 hay 95, 96, 97 gì đó. Đó, trong 3 năm nó là đời đầu. Tới năm 1999 nó bị con Haya xoán ngôi, và ngay lúc đó người ta cũng ra cái Gen 2 của con CB 1001. Thì lúc này á, con CB 1001 á được nâng cấp Gen 2, là cái con mạnh nhất của CB 1001 của dòng Honda. Nó chạy được đâu đó 300 lẻ mấy km/h thôi, 300 lẻ mấy thôi đó. Và cái Gen 2 này kéo dài cho tới năm 2007 thì không sản xuất con CB 1001 nữa, con CBR 1001XX nữa đó. Lý do thì thật sự là người ta cảm thấy về cái con kiểu dáng hay vì cái vấn đề gì đó mà người ta không muốn update cái con này lên để cho nó phù hợp nữa. Theo mình là tại vì Gen 2 mở ra người ta thiết kế lại, người ta làm lại đi nữa, nó cũng không mạnh bằng cái con Gen 1 của Suzuki. Nó không có phải là ăn con Haya tuyệt đối, mà nó cũng xem xem ấy, cho đó hai mức xem xem. Cho nên tới bây giờ Haya vẫn được gọi là thần gió. Thần gió là một cái tên là trước đây là con xe là nó nằm ở những năm 999 á, là con xe được bán thương mại mà chạy nhanh nhất ở thời điểm đó, thì nó được xưng là thần gió. Đó, thần gió Hayabusa, cái tên nó ăn theo sau này. Mặc dù tới thời điểm hiện tại có rất nhiều con xe chạy nhanh hơn con Haya, nhưng cái tên này nó gắn liền từ những cái năm 1999 rồi, nó không thể nào thay đổi được. Và hiện tại thần gió hiện tại không phải là thần gió hồi xưa nha anh em, nó vẫn là mang cái tên đó thôi.
Chứ hiện tại nếu mà một cái con xe zin ra bây giờ chạy không lại H2 ở thời điểm hiện tại với cái chất xe như nhau thì con Haya Gen 2 hoặc là Gen 3 chạy không lại con H2. Đó, đó là cái mình nói. Và chạy không lại con Ducati V4. Nè, mình không tính bảng R nha, bảng R là nó khác rồi, giống như H2R vậy. Nó là một cái dòng xe riêng rồi, không có phải là xe thương mại nữa, đó là một cái dòng xe thiết kế để mà giống như là thuộc cái dạng xe đua rồi. Đua ở cái giải SBK hay gì đó chứ không phải là xe đua ở cái GP nha anh em. Nó thuộc một cái dạng cao cấp lắm rồi, tiền nó gấp biết bao nhiêu lần, gấp tới 6 lần cái con xe này thì mình không thể so sánh được. Đó. Con CBR 1001 thì cũng không có gì đáng nói, tới năm 2007 thì nó dẹp luôn rồi. Còn con này thì tới bây giờ thời điểm này nó là tới Gen 3 rồi. Nếu mà năm 2022 này á, cái con này được thiết kế hiện tại nó năm 2022 thì con này vẫn còn sản xuất nha. ZX14R vẫn còn sản xuất. Nhưng cái thị trường mà nó được lọt vào á là chỉ có ít lắm, có nghĩa là vài nước nào đó đã được nhập vào vì người ta chưa được chuẩn Euro 5, cho nên nó không đánh được các nước trên thế giới, cho nên nó chỉ lọt vào một số cái nước mà nó vẫn còn được chuẩn Euro 4 thôi, thì nó chấp nhận con xe này thôi, nó lọt vào một số thị trường. Thì cái xe mà trước mắt của anh em mà nãy giờ mà ông anh của mình quay cho anh em xem á, thì nó là đời 2018 và tới 2022 tới giờ 2020 đi là nó không còn bán bên mình nữa. Thì nó không có gì thay đổi, nó là một form trang bị heo trước là Rambo M50, dĩa thắng trước thắng sau là bộ dĩa thắng trước là Rambo, dĩa thắng sau là thắng zin đó anh em. Đó, phục sau là O-Link. Vậy thôi chứ không có gì đặc biệt. Dòng xe này là dòng xe sport touring cho nên nó cũng không có trang bị những cái gì đó đặc biệt ghê gớm ha. Thì mình chạy mình thấy nó cũng khá mạnh đó. Thì cái xe này là xe của mình, mình cũng mới mua lại của ông anh. Thực sự mình đặt cọc cách đây tới nửa năm rồi, mà dịch á mình xoay tiền không kịp, không có tiền. Mình mới bán cái xe bán tải của mình để mình lấy, chứ không thôi mình mất cọc lâu quá rồi. Thì mình bán xe bán tải xong rồi mình lấy nó về, chứ không thôi mất cọc rồi cũng kỳ. Chỗ anh em thì người ta không có nỡ lấy cọc mình, mà kẹt cái là mình dịch đó rồi mình xoay tiền không kịp. Đó, tới giờ mình cũng ổn rồi, mình có hai cái xe chạy vận chuyển cho mình rồi, cho nên là mình bán cái xe của mình đi để mà mình trả tiền cho người ta mình lấy xe về. Thì cái xe này á là cái xe ZX14R ở Việt Nam thì cũng không ít, tầm cũng phải cả chục chiếc á. Nhưng mà cái con mà đời 2018 sản xuất nha, 2018 nhập về năm 2021. Đó, nhập về năm 2020 ha. Nhưng mà đăng ký lần đầu là 2022. Đó. Thì sang tên toàn quốc. Giá mình bán là biết nhiêu đó, tầm 5XX. Tầm khoảng 520 đến 550, tầm đó thôi. Đó. Thì tùy người à. Ai mình ai nhanh lẹ thì mình giảm chứ cho nó lẹ. Cặp Odo xe 8.000 mai nha. 8.000 mai là nó tầm đâu đó 11-12.000 km nha anh em. Và xe này không có tua, cặp vỏ zin theo xe vẫn còn. Dòng Kawa dạo này á, hồi xưa là đi hình như là vẫn là vỏ Dunlop, nhưng mà sau này thì cái Kawa lại kết hợp với Riton. Riton thì cái con xe, cái cặp vỏ này nó đây, Kawa bữa giờ mình thấy từ cái năm 20 mấy tới giờ là toàn Riton, thường là S21R đó. Là vỏ zin. Ở trên ZX10 cũng vậy anh em. Anh em coi ngoài hãng mua về là cái cặp vỏ S21. Còn cái cặp vỏ bên mình bán là S22. Nó là cái dòng cải tiến của S21, nó vậy thôi. Dòng này là dòng cơ bản, nó giống như là zin theo xe là zin O-ring. Rồi mình bán cái zin ở ngoài á,
cũng cái hãng nó sản xuất ra nhưng mà cái phải cao cấp hơn một bậc, đó là X-Ring, nó phải cao cấp hơn một chút ha. Đó nó... Anh em coi xe một vòng nha, xe rất là mới. Cái xe này á, là chưa có dặm tuốt gì hết, chỉ có cái bô á, nó chày tí xíu, mà nó chày chày bên này nè, nó chày tí xíu mà ở bô này, cho nên là mình dặm lại anh em cũng không thấy gì hết. Nó chày tí xíu mà mình dặm lại mình không nói anh em không biết đâu, tại nó chày tí xíu à. Mà về trước sau gì ít người để zin chân lắm, nếu mà để zin thường người ta sẽ chân hoặc là chạy nó êm ấm đó. Xe thì ông anh mình lên chứ không phải mình lên nha, ổng lên cái trợ lực hơn trước nè. Đó, trợ lực Magic. Trợ lực Magic này thì cũng ok thôi, dạng trung bình thôi, tầm khoảng 7-8 triệu đồng một cây này thôi, chứ cũng không gì ghê gớm. 16 nấc à, mình có làm sao nói vậy nha anh em, chứ mình không có cần thiết là phải tân bốc hay gì hết. Còn xe này là xe không có tai nạn, nguyên một con xe zin. Còn xe nào mình nói cái xe này mình làm kia là xe đã làm rồi. Còn con nào mình nói zin chưa có té ngã đâm đụng, chưa có sơn tuốt là chưa. Giống như bây giờ anh em nhìn sao ra cái bô này dặm tuốt ở đây, mình bao thợ luôn á, không bao giờ biết. Thì nhưng mà mình có dặm ở đây là mình nói có dặm ở đây, còn lại không có dặm gì hết. Hả? Mình nổ máy cho anh em xem lại ha. Nó êm lắm anh em, mà một tô mà nó êm quá thì cũng hơi kỳ. Những cái xe đời sau này á, thì á, càng ngày á, nó sẽ thiết kế ở cái động cơ nó truyền động nhẹ nhàng mượt mà hơn, và những cái truyền động bên ngoài nó cũng vậy. Nổ gan ti thôi là bánh nó tự quay rồi, anh em thấy. Anh em thấy cứ nổ, cái nổ xe thôi là bánh nó tự quay rồi, chứng tỏ cái truyền động của nó rất là nhẹ nhàng. Mà truyền động nó nhẹ nhàng thì nó giảm lại cái độ ma sát, nó làm cho cái lực kéo nó tốt hơn. Nó chỉ còn trọng lượng là nhiều, chứ còn cái truyền động kéo nó nhẹ nhàng quá. Những con xe vậy nó rất là nhẹ xe anh em. Nổ lên nghe tiếng máy không chứ không nghe tiếng bô. Tại vì sao? Tại vì cái công suất của máy lớn quá, mà cái bô người ta làm cái đồ giảm thanh nó dài nè, nó dài tới 1 mét mấy luôn, 1 mét 2 á, thì anh em hiểu nó làm sao rồi. Xe này chuẩn Euro 4 nha. Nếu mà anh em giữ lại bô zin thì nó sẽ chuẩn Euro 4 đó. Còn con này, con này nó nó chính xác là nó chỉ chuẩn, nó chuẩn gọi là cái chuẩn gì, thời điểm này chắc chưa có Euro đâu ha. Đâu, con này năm 2006 là nó phải có Euro mấy rồi, một Euro 2 gì rồi, Euro 3 rồi á. Nếu mà con này đi bô zin á thì năm 2006 nó phải chuẩn Euro 2, Euro 3 thì tùy thị trường ha. Còn hiện tại đang là Euro 4 ở một số nước và Euro 5 ở một số nước, tùy. Thường là những cái nước châu Âu người ta sợ biến đổi khí hậu hay này kia, cho nên cái chuẩn của họ rất là cao, có thể là Euro 5. Còn một số nước châu Á mình Euro 4 là đủ rồi đó. À, còn cái con này thì mình không rõ về vấn đề năm đó Euro mấy nha, nhưng mà hiện tại á, nó chỉ là Euro mình thôi, có nghĩa là mình hài lòng về ấy, mình không nghĩ tới cái chuyện xử lý khí thải. À, nói như vậy nói ra thì nó hơi kỳ cục chút, nghĩa là mình không nghĩ tới vấn đề môi trường ha. Hiện tại nói như vậy thì nó không được tế nhị lắm. Phải bảo vệ môi trường thì ai cũng nói thì dễ lắm, nhưng mà làm thì mấy ai làm được đó. Rồi nãy giờ chia sẻ nói mấy cái vấn đề nó hơi lố bịch, nó hơi vui chút thôi, thì mình rút kết lại. Hiện tại chỉ có hai con này ở Suzuki và Kawasaki này, hai con này á là gọi là đang là đối thủ. Mà nói cho chính xác hơn á là ở một cái 1.4, có nghĩa là khoảng 1.000 mấy trăm mét á, thì cái con Giới Tế 4 nó nhỉnh hơn chút một xác. Còn tốc độ cuối cùng thì chưa biết ai hơn ai. Và đây cũng là giống hai con này, giống một cái người bạn đồng hành vậy á, không ai giữ một cái vị trí độc tôn cả.
nó cứ đồng hành cùng với nhau, nó đi dìu dắt tới giờ luôn. Đó, con này giờ ra gen 3 rồi, con này cũng gen 3, gen 4 gì rồi. Thật sự cũng gen 3, nó chuẩn thêm khí thải thôi. Còn cái bộ nâng cấp đồ lên nó cũng vậy, cho nên nó cũng không có gì gọi là một cái thay đổi khác, không có phải gọi là gen 4 được. Nó cũng tầm ở cái cấp gen 3 thôi ha. Còn về cái phía đánh giá đó là của mình, còn về nhà sản xuất thì mình không biết, đôi khi đó là một cái sự thay đổi gì đó đủ cho một cái sự thay đổi, người ta cải tiến thì người ta cho nó lên một cái bảng, cái cấp độ mới đó. Còn mình thì mình nhìn cái bên ngoài thôi, chứ làm sao mà mình đánh giá được cái mọi thứ giống như hãng được, một cái nhà sản xuất được ha. Thì từ từ khi họ công bố thì mình mới biết được thôi, còn giờ mình chỉ thấy được những cái con xe 220, 222 ở trên hãng, đâu có nhập về, đâu có thấy được anh em. Mình chỉ thấy được ở trên những cái bài báo của nước khác, hoặc là những cái clip ở trên YouTube đó, quay về những cái triển lãm ở chỗ khác, thì mình nhìn nó thì mình biết thôi. Mình nhìn tổng quan ở ngoài thôi, còn bên trong thì không thể nào biết được. Đó, cảm ơn anh em. Thì trong một khoảng thời gian ngắn tới, mình sẽ test lại con này. Mình cũng đang đợi, nếu mà tiền về kịp á, hoặc mình bán được con xe này, mình sẽ mua một con Gen 2, Suzuki Gen 2. Thì mình đã có cái tầm ngắm xe rồi. Đó là một cái con màu đen cuối cùng ở Sài Gòn. Có 3 con màu đen, 2 con về ở dưới Rạch Giá rồi, còn lại một con cọp thôi. Thật sự đẹp chứ không phải là cọp. 3 con nằm ở cấp độ đẹp thôi. 2 con về Rạch Giá, còn một con, nhưng mà để coi mình xoay tiền có kịp hay không, để mình lấy nó về và mình đổ turbo. Thì mình test con kia sẽ yên tâm hơn, tại vì con này xảy ra rủi ro 2 lần ở cái bánh trước nó xì, thì anh em cũng thấy rồi. Rồi tới đợt này thì mình kiểm tra lại rất nhiều, mình sơn mâm lại, xử lý lại cái bề mặt mép mâm. Mà quay ở trên cái máy ly tâm thì nó rất là thẳng, không cong, không quan, không nhảy. Đó. Thì giờ mình làm rất kỹ rồi, mình đi tới cặp lốp Diplo. Có này, Super Bike. Cặp vỏ này là không có gai, cặp vỏ này là chuẩn chạy sân và chạy tốc độ. Thì không biết nó như thế nào ha, sẽ test. Thì để mình hẹn ông anh, mình phải sắp xếp một buổi test, phải có máy quay ở trên, rồi máy quay ở dưới, rồi máy quay ở trên đồng hồ, có đo GPS ha. Nó cũng là một cái kỷ niệm của mình. Và sau đó thì mình sẽ không có test Macbeth nữa. Thực sự tới đây là khép lại, tại vì chừng nào mà có cái sân chơi dành cho anh em về cái vấn đề cây số mấy giống như nước ngoài thì mình sẽ chơi. Còn hiện tại bây giờ ít có chỗ để test xe lắm anh em. Test ở ngoài đường đâu có chỗ test đâu, ảnh hưởng tới những người xung quanh ha. Thì mình nó lâu là lý do là anh em muốn làm một cái gì á, phải xem cái vị trí đó phù hợp hay không, xin phép. Cái chỗ đó chưa có được cho phép cái mọi người dạy, thì mình có thể là mình test ở trên đấy được, không ảnh hưởng tới ai. Chứ không phải đơn giản anh em muốn làm một cái gì đó mà nó giờ nó khó lắm, chứ không phải muốn là làm. Đó. Rồi cảm ơn mọi người nha. Ai mà cần mua cái xe này thì alo cho mình đó, để mà mình có tiền mình mua Hayabusa Gen 2. Con này thì mình không có, mình đang có set turbo sẵn cho con Haya, chứ mình không có set turbo sẵn cho con này. Với lại thật sự là mình không có đam mê con này, cho nên là mình không có độ về nó. Mình đam mê cái gì thì mình làm đó thôi. Còn cái này mình không có đam mê nó. Mặc dù nó cũng ok đó, chứ không đùa đâu. Hai con nhìn mình thích, lỡ thích con kia rồi. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều ha. Trong thời gian qua thì dạo này mình cố gắng sắp xếp làm xe để mà lấy nhanh, tại vì mình đang dọn lại cái mặt bằng ha, để có thể là cuối năm nay sẽ nâng cấp nó lên để cho nó sạch sẽ gọn gàng hơn đó. Và hoặc là mình cũng đang tìm mặt bằng khác nếu mà cái nào nó phù hợp, tại vì mình coi lại cái thời gian thuê mặt bằng để coi mà mình nên update, hay là chủ nhà có cái ý là lấy lại để xây nhà hay như thế nào đó. Tại đất này mình thuê chứ không phải thuê nhà, thì để xem cái tình hình thế nào. Cho nên là bữa giờ mình không có dám nhận xe nhiều, cái này mong anh em thông cảm. Thứ nhất là vấn đề nhân viên không đủ, thứ hai là mặt bằng nó bây giờ nó mình bị lấy lại một bên rồi, người ta lấy lại người ta xây nhà, cho nên cái diện tích nó còn nhỏ, không có đủ để xe, không có dám để xe anh em ngoài nắng.
Đó, còn ở chỗ này á, cái chỗ mình hay quay nè, thật sự lâu lâu xin phép để quay, không ảnh hưởng tới đường lề đường, chứ không có được để xe trên này anh em. Ở đây là cấm đậu xe đó, nhưng mà mình quay cho anh em thì mình muốn lấy một cái gì đó khung cảnh cho nó đẹp, nó lịch sự một chút đó, thì không ai bắt bớ gì mình, nhưng mà không có được để xe trên này anh em. Còn xong là mình phải dắt đi vô liền đó. Rồi, cảm ơn mọi người nha, anh em cần gì thì ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn mọi người. We'll be right back.